Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop Claim tóc cần có ký hiệu là Dory Swap nè bạn. Chương trình AirDrop này còn 9 ngày nữa sẽ list lên sàn Bankake Swap nè bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình dán vào trình duyệt đá trên chocolate nha bạn. Rồi bạn chọn connect nè. Các bạn connect qua ví MetaMask chocolate này, nó hỗ trợ rất là nhiều luôn các bạn. Kèo này các bạn có thể chết được nha bạn, khá là ngon các bạn. Sau khi các bạn connect xong thì đây thì cái sàn này có thể em check qua thông tin một chút các bạn. Token này nó có thể cho các bạn invest nha bạn, nghĩa là đầu tư lấy sức. Rồi các bạn chỉ claim AirDrop thôi các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.0001 BNB khoảng 0.49 USDT các bạn. Không được 1 đô nữa các bạn. Rồi sau khi các bạn claim xong thì các bạn trở về bên dưới chocolate của mình nha các bạn, để mình coi nó về chưa các bạn. Rồi ok, mình đã về được 1.999.000 token, gần 2 triệu token đô riêng các bạn. Thì tổng cung nó có 100 triệu các bạn. Hiện tại có 1.495 holder rồi các bạn, copy con chat của nó qua chờ quá trình về dưới chocolate này. Kèo này các bạn có thể check được nha các bạn, khá là ngon các bạn. Bạn dán vào các bạn. Ok. Kèo này kèo ngon đó các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 1 triệu, gần 2 triệu token đô riêng các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.